cork is coming with his big package. Oh no. Nice! Big 800! Okay. Oh, welcome back to the lane, Renekton. Nice to have you here. I'm just hustling. My team is dying. I think they are new. Oh, what the? Wait, what the fuck? How did he fly so far? What is that heal, dude? A day's work. Got outplayed, oh my. So
all the sex. No, 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 no. Boys. Yeah, fucking suck my dick. It's a picture. As you roll your eyes. Now I'm mortified. You still terrorized. Push me behind to get me from my bed this side. I wanna push you back, but that's all you want. Wanna rub me up, I'm holding back. Trying to get me framed on me in cuffs. Said I attacked you, that's just the false truth. No need to argue, and yeah, I've had enough. You follow me anywhere I try to be alone. I find you there. Wait, what? There's more to me. Everywhere I try to go alone, I find you there. You follow me anywhere I try to be alone, I find you there. Yo. Yo. Where you going, bruh? Where you going, bruh? The combo. Oh man, set. I'm so scared to leave my house, so I cannot run free from this. Always being watched by you, and that's so inconsiderate. My privacy, those that exist, probably haven't heard of it. Need to live a different life, cause lights and cameras are in it. Trying to find a silver lining. All I wanna do is avoid the violence. Put your hair again, I'm losing it. There's no more screaming and styling. Get out my face, turn off the flash. I hate the fame, no more of that. Nine! Give me! Diana, coming for your ass. Oh. Fuck yeah. Chào tất cả anh em đã đến với kênh và đến với video ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau nói về ba đội hình mạnh nhưng lại bị tranh giành gay gắt nhất ở cái meta hiện tại. Đội hình đầu tiên của ngày hôm nay đó chính là Đột Biến. Mặc dù không nằm trong số những đội hình bá đạo của bảng 12.7 nhưng Đột Biến vẫn có những lợi thế riêng của mình và có thể trụ lại ở meta hiện tại. Sau một loạt chỉnh sửa ở thời gian gần đây thì những hiệu ứng của Đột Biến đã không còn quá trên là sức mạnh. Vì vậy dù anh em có sử dụng cái hiệu ứng Đột Biến nào thì chủ lực vẫn đủ sức mạnh để gây ra lượng sát thương không hề nhỏ. Ngoài ra thì việc không quá phụ thuộc vào các chủ lực 4 vàng cũng là điểm mạnh của team Đột Biến. Tuy nhiên chính cái điều này đã khiến cho đội hình Đột Biến vô tình trở thành nhà đội hình bị tranh giành nhiều nhất trong đấu trường chân lý khi nó có quá nhiều người sử dụng với vô số phiên bản khác nhau. Anh em có thể chơi xoay quanh các chủ lực ba tiền như chó gác Majaha ở cấp độ 7 hoặc lên cấp độ 8 với Khazix, Kai'Sa chẳng hạn. Đó còn chưa kể đến một số lối chơi như Redside chủ lực. Hệ quả là tướng Đột Biến bỗng nhiên bị tranh giành vô cùng gay gắt ở thời gian vừa qua. Đội hình thứ hai của ngày hôm nay đó chính là tái chế tiến công. Có hai lý do khiến cho team tái chế tiến công đã có tỷ lệ chọn, tức là tỷ lệ tranh giành nhiều nhất ở meta hiện tại. Đầu tiên là cái đội hình này quá dễ xây dựng nên nhiều người chơi sẽ hướng tới team tiến công tái chế từ sớm như Savan, Midrang hay là con Redside chẳng hạn. Hơn nữa đây đều là những tướng thuộc dạng mạnh ở đầu game và có thể giúp anh em giữ máu cực kỳ tốt.
Tiếp đó là cái vấn đề sức mạnh khi team tấn công tái chế tỏ ra cực kỳ mạnh ở cấp độ 8 khi có hai tướng chủ lực 4 vàng, đó chính là Irelia và CV. Nếu anh em hoàn thiện đội hình này thậm chí không cần tới con Jin X thì anh em đã có tới hai chủ lực gây sát thương lớn, tốc độ đánh cao và khả năng bảo kê không hề nhỏ từ khi tái chế. Lý thuyết là vậy nhưng khi vào thực tế thì anh em rất khó để có thể xây dựng đội hình này một cách hiệu quả khi nhiều game thủ khác cũng tranh giành từ chủ lực cho tới những quân cờ hỗ trợ. Đội hình thứ ba của ngày hôm nay chính là nhà phát minh. Có lẽ khỏi cần phải giới thiệu thì chúng ta cũng đã quá hiểu sức mạnh của team nhà phát minh trong thời gian vừa qua rồi. Mạnh mẽ, lì lợm mà cũng không hề thiếu sát thương là những điều khiến cho đội hình nhà phát minh tung hoành ở mùa 6 này. Rõ ràng là với một đội hình mạnh như vậy thì cái việc bị tranh giành là điều đương nhiên. Khi sở hữu một team nhà phát minh đủ tốt thì anh em đã cầm chắc trong tay tấm vé top 4. Ngoài ra thì việc sở hữu nhiều chủ lực, tướng mạnh còn khiến cho nhà phát minh bị tranh giành với cả những người chơi khác. Ví dụ điển hình nhất chính là con Say, đây là vị tướng có thể xem là quân cờ hoàn hảo nhất của đấu trường chân lý. Gần đây thì còn xuất hiện thêm con Zihin Echo cũng bị tranh giành cực kỳ gắt. Vì vậy dù biết cái đội hình này rất mạnh, nhưng nếu không thể mua được cái tướng quan trọng thì lời khuyên là anh em đừng bao giờ chơi cái team nhà phát minh.